Xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các con thân yêu. Cũng chỉ tại cái con Covid đáng ghét kia mà cô và trò chúng mình lại phải tạm xa nhau một thời gian đúng không nào? Muốn đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19 thì mỗi chúng ta phải làm gì và làm như thế nào? Đó cũng là nỗi lo chung của tất cả mọi người. Chính vì điều này mà cô giáo Trần Thị Quý, giáo viên nhóm trẻ lớp D1 trường Mầm Non Sao Mai đã sáng tác ra một bài thơ rất là hay. Đó là bài thơ Bé yêu phòng dịch. Qua video hướng dẫn đọc thơ ngày hôm nay, hy vọng tất cả các bậc phụ huynh có thể dạy con học thuộc thơ tại gia đình trong những ngày nghỉ dịch này nhé. Nội dung bài thơ muốn gửi gắm tới tất cả chúng mình về cách phòng dịch bệnh đấy. Và bây giờ, xin mời tất cả các bậc phụ huynh và các con thân yêu chúng mình cùng lắng nghe nội dung bài thơ này nhé. Bài thơ Bé yêu phòng dịch. Dịch lại đến rồi, bé phải ở nhà với mẹ với cha. Bé luôn luôn nhớ khử khuẩn thường xuyên, tiếp xúc người lạ. Bé đeo khẩu trang, ăn uống đủ chất, bé khỏe bé ngoan. Các bé ạ, vừa rồi các bé đã được nghe bài thơ Bé yêu phòng dịch. Nội dung bài thơ nói về khi dịch bệnh đến, các bé phải nghỉ học ở nhà. Và khi nghỉ học ở nhà thì các bé luôn luôn nhớ rửa tay khử khuẩn thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với người lạ. Khi tiếp xúc với người lạ thì các bé phải đeo khẩu trang vào nhé. Ngoài những việc đó ra thì các bé phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để cho cơ thể khỏe mạnh nữa đấy. Và để hiểu hơn về cách phòng dịch thì bây giờ xin mời tất cả các con chúng mình lại nghe lại bài thơ này một lần nữa nhé. Bài thơ Bé yêu phòng dịch. Dịch lại đến rồi, bé phải ở nhà với mẹ với cha. Bé luôn luôn nhớ khử khuẩn thường xuyên, tiếp xúc người lạ. Bé đeo khẩu trang, ăn uống đủ chất, bé khỏe bé ngoan. Các bậc phụ huynh thân mến, vừa rồi các bậc phụ huynh và các con đã được nghe nội dung bài thơ Bé yêu phòng dịch. Để giúp các con hiểu sâu hơn về nội dung bài thơ này thì các bậc phụ huynh ở nhà có thể đặt một số câu hỏi như sau. Bài thơ có tên là gì? Bài thơ do cô giáo Lao sáng tác. Bài thơ nói về dịch bệnh đến thì các bé phải làm gì để phòng dịch bệnh? Khi đặt các câu hỏi cho các bé thì các bậc phụ huynh có thể gợi ý để các bé trả lời câu hỏi nhé. Sau khi đặt những câu hỏi xong thì các bậc phụ huynh có thể bật đi bật lại thật nhiều lần, hay các bậc phụ huynh sẽ dạy các con từng câu một cho đến hết bài thơ để các con thuộc bài thơ này nhé. Thông qua bài thơ này thì cô Quý hy vọng rằng các bé yêu của chúng mình khi nghỉ học ở nhà thì đã hiểu hơn phần nào về cách phòng dịch rồi đúng không? Và cô Quý xin chúc tất cả các bậc phụ huynh cùng các con yêu ở nhà mạnh khỏe và luôn bình an. Xin chào tạm biệt!